Để lấy đất đai khai thác nước khoáng, xây nhà hàng, hồ tắm làm khu vui chơi, một công ty du lịch ở xã Kim Sơn Một, huyện Hương Sơn đã đào hàng chục người mộ rồi mang sang lén chôn trộm trong nhà trang trại của một người dân. Báo lao động tường thuật, ngày 28 tháng 10, vào tháng 10 năm 2017, công ty nước khoáng và du lịch Sơn Kim đã đào và cất bốc 29 người mộ trong phần đất của mình rồi lén đem chôn vào khu đất rừng của gia đình ông Lê Hữu Hạnh tại xã Kim Sơn Một huyện Hương Sơn. Phát hiện vụ việc, ông Hạnh đã làm đơn trình báo gửi lên Ủy ban xã Kim Sơn một yêu cầu công ty này dời các ngôi mộ ra khỏi khu vực đất của mình. Ủy ban xã đã mời lãnh đạo công ty lên làm việc, lập biên bản buộc phải di chuyển các ngôi mộ đã tự ý chôn ra khỏi đất ông Hạnh mang đến chôn ở khu vực nghĩa địa gần nhất. Tin cho biết sau khi sự việc bị phát hiện, người dân địa phương rất bất bình kêu gọi tẩy chay vì cho rằng để lấy đất mở rộng kinh doanh nhà hàng ngâm tắm suối nước nóng, massage và khai thác nguồn nước khoáng bị ô nhiễm bởi các ngôi mộ có sẵn từ lâu, chủ doanh nghiệp Kim Sơn đã âm thầm phá bỏ hàng chục ngôi mộ, bất chấp tín ngưỡng và đạo lý.